Amen. Amen. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái phần 3 trong cái Ma-thi-ơ chương 27. Nhà quý vị có thể mở kinh thánh ra. Và bắt đầu từ câu 27. Lần trước mình đã xong đến câu 26 rồi ha. Bây giờ mình bắt đầu câu 27. Đoạn 27. Câu 27 sách Ma-thi-ơ. Xin trân trọng kính chào quý vị cùng học với chúng tôi online. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và Đức Thánh Linh dẫn dắt tất cả chúng ta vào trong lẽ thật của Ngài. Amen. Tôi sẽ đọc câu 27. Sau đó lính của tổng đốc đem Đức Chúa Giêsu vào tư dinh tổng đốc và tập trung cả đội binh chung quanh Ngài. Chúng lột áo Ngài ra và khoác cho Ngài một chiếc áo điều, đan một chiếc mào gai và đội trên đầu Ngài, rồi đặt một cây sậy ở trong tay Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhào báng rằng: lạy vua dân Do Thái. Chúng khạc nhổ trên Ngài, lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài. Sau khi đã chế nhào Ngài, chúng lột áo điều ra, mặc áo của Ngài vào, rồi dạy đi để đóng đinh vào thập tự giá. Trong đoạn này là toàn bộ cái quân lính La Mã ở đây đang làm gì Chúa Giêsu quý vị? Nếu mà tóm lại một chữ, xí nhục, chế giễu. Gì nữa? Nếu một chữ thôi quý vị dùng chữ gì? Nhào báng, nhục mạ, làm nhục Chúa. Ông Ma-thi-ơ, đây là theo Ma-thi-ơ ha, thì ông trong câu 31, sau khi đã chế nhào Ngài xong, chế nhào hay là nhào báng, tức là trước hết họ lột áo của Chúa ra. Quý vị biết tại sao nó lột áo Chúa ra quý vị? Bởi vì nó sẽ cho Chúa đấm dài vị vua nhân Do Thái. Nó phải lột ra áo để lại cái áo điều. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ Chúa Giêsu là một rabbi, mặc áo trong áo ngoài của bình thường, chứ không có cái dạng dấp nào giống như là vua cả. Thì bây giờ nó phải trang điểm, nó phải cải trang làm sao đó trở thành giống như ông vua. Để mục đích là nó nhào báng, đúng không? Cho nên là chúng lột áo Ngài và khoác cho Ngài một chiếc áo điều. Áo điều là áo gì chị xin? Áo đỏ. Cái này có vẻ giống vua chúa, đỏ với vàng rồi đó. Rồi. Đán một chiếc mão ga. Nó không cho đổi cái mão bình thường của ông vua, mà làm cái vòng gai cuốn lại. Nghĩa là cái mão này khi mà đội lên thì sao quý vị? Đau lắm. Mấy người họ diễn tả cái mão này đấm và khi nó đánh nữa đó, thì cái kiếm nó, mấy cái cây đó, mấy cái cây gai đó, nó đấm vào trong đầu đó, nghĩa là nó đau thấu xương. Nhưng mà nó không đau mão bình thường, mão gai. Và đội trên đầu Ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay Ngài. Cây sậy là tượng trưng cho gì quý vị? Đúng rồi, cái phương trường đó. Vua hồi xưa có cái trường, cái gậy mà dài đó, cầm trong tay đó, là biểu tượng cho quyền lực tối cao. Cái cây thì là phải có cái cây gậy đó. Trong mọi chi phái của Israel đó, thì cái người mà tộc trưởng đó, người đứng đầu đó, là có cái gậy tượng trưng cho uy quyền đứng đầu lãnh đạo của cả cái bộ tộc đó. Thì cái gậy nó có cái uy quyền là giống như là vua. Mà đặt bên tay phải không phải trái? Đúng rồi, vua thường thường cầm bên tay phải. Chúng quy trước mặt Ngài, nhào báng rằng: lạy vua dân Do Thái. Rồi ông lại vua. Rồi sao? Chúng khạc nhổ trên Ngài.
rồi lấy cái sậy đánh vào đầu ngài. Quý vị nhớ hồi nãy là nó quấn cái mạo gai đúng không? Và bây giờ nó lấy cái sậy bắt đầu nó quấn vô, à thì gai đó nó sẽ đâm vô ở trong, nghĩa là làm cho máu đổ xuống. Và quý vị nhớ đó là một cái chỗ có người điểm tới 7 lần đổ máu, thì cái đổ máu trên đầu cho gái đấm vô đó là một trong 7 chỗ, ha, một trong 7 chỗ. Ở trong Esai đoạn 53, quý vị nào có thể dựng Esai đoạn 53 ra, bởi vì những cái chuyện này được Esai báo trước. Bắt đầu Esai 53, bắt đầu tôi đọc câu số 1 nha. Ai tin đều được rao truyền cho chúng ta. Esai đang nói là cái chuyện này nói ra cũng không ai tin, ha, khó lắm. Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai? Người đã ở lên trước mặt ngài như một cái chồi. Chồi này là chồi của David đấy, ha. Từ dòng dõi David sẽ đâm ra một cái chồi đó, ha. À, từ sẽ cái chồi này, ha. Như cái rễ từ đất khô, từ Nazareth đó quý vị. Nazareth là cái chỗ mà nghèo nàn khô cằn, à, không có gì nghĩa là đáng nói. Nazareth không có gì đáng nói, ha. Đất khô giống như Arizona của mình vài chục năm về trước. À, người chẳng có vẻ đẹp cùng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm, không có gì trong diện mạo màu người khiến chúng ta ưa thích được. Lúc này là lúc mà bắt đầu máu nó chảy xuống, nhìn hốc ra rồi đó quý vị. Người là bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh khi như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì, mọi người đều khinh khi. Tí nữa quý vị đọc về cái đoạn 6 đó, khi mà bị treo lên trên thập tự từ giá rồi đó, mọi người cả thiên hạ khinh khi, trừ một tên ăn cướp trước đó cũng khinh khi Chúa, nhưng mà sau đó lại ăn năn, ha, còn lại không có ai mà không có khinh khi Chúa. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Ồ, nhiều người nghĩ Chúa Giêsu chắc làm bậy cho nên bị tù nó rồi mà gai đánh nhột râu và khạc nhột được miếng, nhưng mà không phải vì ngài, vì chúng ta. Đây là cái sai lầm nào trước đó nha, vì chúng ta. Những người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, và vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Tức là khi mà nó nhổ râu, khi nó đánh trên đầu, máu nó chảy, khi nó tát vào mặt, khi nó khạc, những cái đó là để làm cái gì? Bởi vì những sự đau thương hoặc là những lằn roi ngài chịu mà chúng ta được chữa lành. Chữa lành không phải là chỉ có lành về cái phần thể xác không mà thôi, nhưng mà kể luôn cả tâm linh. Bởi sự trừng phạt ngài chịu chúng ta được bình an, quý vị thấy không? Chứ không phải những lành không, bình an. Có nhiều lúc ăn không yên ngủ ngon, ha, bất an đó. Sợ là trường hợp bất an vậy, lo lắng là trường hợp bất an vậy. Nhưng mà vì những cái ngày chiều này này mà chúng ta được bình an, ôi mình có giảm tín hay không, mình giảm tín và công bố thì nó sẽ đến. Bởi vì Chúa làm cái gì mà mình không tin thì mình không nhận được, ha. Nhưng mà khi mình tin mà mình công bố đó thì mình sẽ nhận được. Tất cả chúng ta đều những chiên đi lạc ai theo để Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Chậm đọc hết cái đoạn 53 thì quý vị bắt đầu mới hiểu, ồ, những cái sự mà Chúa chịu ở đây này, ha, là mang lại những cái ít lời mà tiên tri Esai đã
tiên bảo qua cái sự cảm ứng của Đức Thánh Linh. Ở trong đoạn 53 thì mới biết là ồ, Chúa chịu những cái này rất là giá trị cho mình bây giờ. Chứ không phải mình đọc xong rồi, đọc quá xong rồi mình bỏ ồ quá. Phải đọc lại Ê-sai 53 để biết những cái ích lợi mà Chúa đã làm cho mình từng thứ. À, để ha, đọc lại 53 để mình nhớ những cái ích lợi mà Chúa bị đây. Chứ không phải bị đấy là là Chúa đau cho chịu một mình. Bài như vậy. Câu 32, lúc đi ra, chúng gặp một người Siren tên là Simon và bắt người này vác thập tự giá của Chúa Giêsu. Ai mà đoán được tại sao họ bắt cái ông này vác thập tự giá của Chúa không? Đúng rồi, nó hành hại Chúa suốt cả đêm. À, thành thử kiệt sức này, dạ đánh kiểu này á kiệt sức rồi, dạ xin chủ đi không nổi nữa, cho nên á phải có thằng vác phụ. Bây giờ có những người muốn vác thập giá phụ cho Chúa, quý vị nghĩ có đúng không? Tôi thấy có một số nhóm người có thể trong những cái chi nhánh lớn của Cơ Đốc giáo, họ bây giờ họ cũng cầu nguyện, họ muốn Chúa ơi cho con vác thập giá phù với Chúa để cho Chúa đỡ nặng. Bởi vì sao? Bởi vì thấy Chúa tội quá. Thực sự Chúa Giêsu nói với mình là con phải phạt thập giá của con chứ không phải thập giá của ta. Thập giá của ta là cha ta của ta phải gánh chén đắng này, ta phải uống của ta chứ phải của con. Nhưng mà ta làm cái này để cho cả con chứ phải ta bị trừng phạt mà làm như vậy. Cho nên nếu bây giờ mình nói thôi, Chúa gánh thì chưa đủ, chưa xong, bây giờ con gánh phụ, có nghĩa là Chúa làm chưa tròn, Chúa làm chưa tròn. Nhưng mà thực sự khi trước khi Chúa cung đâu ta cờ Chúa ta đã tròn rồi, không cần cả con làm thêm cái gì nữa. Giờ làm phần cả con đi, tin và làm theo. Cho nên đừng có vác phụ thánh giá với Chúa. Có người nói, ôi Chúa ơi, cho con bình như thế này để con cùng vác thánh giá với Chúa. Nó cứ bình hoài, không có lên. Nhưng mà Chúa đã nói, ta gánh, ta vác thánh giá, ta bị đòn, bị vọt, bị này nọ. Là ta làm cho cả con, mà ta làm xong rồi. Thế không có cái gì mà chưa xong mà cả con phải làm. Thành thử mình đừng có phụ Chúa nữa nha. Đừng ai phụ Chúa là chịu đau khổ, chịu đánh đòn, chịu đồi mù gai, chịu vạc thập giá giúp cho Chúa làm xong hết rồi. Mọi việc đã tròn rồi, Chúa đã tên đến để làm tròn luân pháp rồi. Và khi tắt thở là Chúa nói mọi việc đã tròn rồi. Mình làm thế, mình đừng có làm cái đó. Đừng có xin Chúa bình, đừng có xin Chúa khổ, đừng có xin Chúa nghèo. Bây giờ là Chúa đã nghèo khó để cho chúng ta được giàu khó, thì mình đừng có xin Chúa cho con nghèo khó giống như Chúa ở Nazareth. Cái đó là như vậy là mọi công tác của Chúa làm đổ biển cả quán ha, là mình không có được cái phần thân điện này. Câu số 33, khi đến một nơi gọi là Golgotha, có nghĩa là đồi sọ. Chỗ này là quý vị, tại sao là đồi sọ? Không phải đặt tên đồi sọ toàn là sọ người không? Đúng rồi, cái đế quốc La Mã họ có cái hình phạt cho những người nổi loạn làm đồng đến vào thập tự giá, nghĩa là cái hình phạt đau đớn nhất người ta có thể suy nghĩ ra, tức là một người phải thực sự là cực ác mới có thể suy nghĩ ra cái hình phạt mà đồng đến thập tự giá này. Không phải đồng đến cái chết kia đâu quý vị, nó thoi thóp, nó đau đớn, nó mòn mỏi, nghĩa là nhiều người vài ngày mới chết, có nhiều người cả tuần mới chết. Cái chết chưa có cái chết nào đau đớn, nó kéo dài vậy là chơi cái đến chết đó mà đóng vô dài cái chứ, rồi bắt đầu mà treo lên cái dù mà treo lên cái thập tự giá mà nó sụp xuống dưới cái lỗ khóc cái là mình có thể là chơi giới được không. Cho nên những con người vô cùng gian ác mới có thể suy nghĩ ra một cái cách hình phạt, nghĩa là vô tiền phản hậu trong lịch sử chưa bao giờ ác độc như thế.
Thánh sẽ áp dụng cho những cái người mà phản loạn, gọi là những người nào mà đòi lật đổ chính quyền La Mã, lật đổ chống lại Caesar là phải bị hình phạt như vậy. Cho nên là cứ đeo lên đó là nó xử, xử xong rồi cái xương chim á thì tân nó tới ăn thịt, thú rừng nó tới ăn thịt, còn là cái sò thì nó cứng quá đấm ăn thì cũng còn là cái sò. Cho nên về cái đó gọi là mũi sọ, tức là nó xử nhiều lắm rồi. Chúa Giêsu không phải là người duy nhất à, à, hôm đó là Chúa Giêsu là cái người kế tiếp thôi, người duy nhất à, gọi là mũi sọ. Chúng cho ngài uống rượu hòa với mật đắng, nhưng khi ngài đã nếm thì ngài không uống. Nhớ nha, nếm là chưa có uống, nếm là mới đụng vô lưỡi thôi, nhưng mà uống là nuốt vô. À, mấy người mà sợ đau họ phải hút, hút cái giấm từ trong cái bọt biển đó, ha, nuốt xuống, à thì nó làm cho nó tê và nó đỡ đau ra, đó làm giảm cái hình phạt chút, cái đó gọi là ân huệ đó, ân huệ của những kẻ chết người đấy. Nhưng mà Chúa đó, thì không cần nuốt. Quý vị nghĩ tại sao vậy? Nghĩa là Chúa muốn, nghĩa là đau đớn nó trọn vẹn, chắc ngài không còn một tí nào ngài từ chối hả? Vì ngài muốn làm tròn, làm đầy đủ hả, gánh hết mọi tội lỗi, mọi hình phạt, mọi sự rủa ra, mọi sự nghèo đói, mọi sự sỉ nhục hả, yêu chết để khải về làm tròn. Ngài phải làm tròn, không có làm nửa phần, không cần một kẻ nào giúp đỡ ai cả, tự mình ngài làm rõ. Sau khi đã đóng đinh ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục của ngài. Ok, khi mà quý vị giờ qua bên gián đoạn 19 câu 23 để mà rõ cái này chút, chia nhau y phục đó. Trong gian đoạn 19 câu 23 này, khi đã đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thập tự giá rồi, những người lính lấy y phục của ngài chia làm bốn phần. Gian đoạn 19 câu 23 ha, những người lính lấy y phục của ngài chia làm bốn phần, có nghĩa là có mấy lĩnh đóng đinh của quý vị? Bốn phần, bốn phần, khoảng bốn năm người gì đó, ha, bốn hoặc năm người, chia là bốn mà, bốn lĩnh đứng dưới đó, giờ chia nhau, bây giờ chia cho đều, chia là bốn phần, mỗi người một phần. Họ cùng lấy áo dài của ngài, nhưng áo dài này là một tấm vải dệt từ trên xuống dưới, cái áo choàng một miếng thôi, không có đường mắt. Vậy họ bảo nhau đừng xẻ nó ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được. Như vậy điều này làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: họ chia nhau y phục của ta, bắt thăm lấy áo dài ta. Và câu này là ai đã tiên tri được, quý vị? Mở Thi Thiên đoạn 22 câu 18. Dạ, Thi Thiên 22 câu 18. Dạ, ai giờ ra trước cứ đọc. Chúng nói chia nhau áo sống ta, bởi thăm, bắt thăm về áo dài tôi. Này, chia nhau áo sống là tại sao phải làm hai lần? Là bởi vì có trống có ngoài đó, chia áo sống rồi còn bắt thăm nữa, nghĩa là nó diễn ra cái tình tiết và chính xác rất là sống động ha. Thì cái này là bởi gọi là đức thần linh hà hơi á, tức là cái áo đó có giá trị, có giá trị từ nhìn năng hay
hay là bà mấy ông phải chia nhau một miếng vải? Không biết nữa. Có lẽ thì ảo chúa mặt không có giá trị đó. Nếu mà không có giá trị thì ít nhất là tôn trọng với cái ảo mẹ của brother bên trong thôi nè. Thì đúng rồi, cho nên nó mới phát thăng một trong bốn người được thôi. Cái trước là trong nó có thể là cái ảo, cái quần, cái gì đó bên trong à, ha, là cái bên trong thì mới chia ra thành bốn phần. Nhưng mà cái ảo ngoài đó thì là à, là bằng thăm là một trong bốn đứa được thôi. Nhưng mà cái điều này á, ông Giang đứng dưới chân thập tự giá, cho nên ông thấy rõ như vậy và ông nhớ lại cái lời kinh thánh ở trong Chi Thiên, cho nên ông phải viết lại cái này để ứng nghiệm lời kinh thánh chúng đã chia nhau ở chúng ta và bắt thăm ảo dài của ta. Mà thời đó viết là 1000 năm trước Chúa, quý vị. Tức là cái chuyện này Chúa đã nói được 1000 năm nhưng mà Chúa không bao giờ quên à? Nó sẽ, mọi chuyện sẽ ứng nghiệm, nhưng mà cái thời điểm là của Chúa. Rồi, câu 35. Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục Ngài, rồi chúng cho ngồi, rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài. Phía trên đầu Ngài có một ảo cáo trạng ghi rằng đây là Giê-xu vua dân Do Thái. Tức là ông Phi Lát ha, quyết định xử tử Chúa Giê-xu với cái lý do là Chúa Giê-xu là vua dân Do Thái. Có nghĩa là ông này chưa được xây ra thống chức nhưng mà tự xưng là vua. Cái này là tôi nổi loạn về chính trị. Cái này là một cái tội gán ép, thưa quý vị. Tuần trước mình đã nói rồi, ông Phi Lát ông đã 3 lần công bố là ông này vô tội và đã rửa tay trước mặt mọi người nói tôi không có muốn máu người này đổ lên tôi. À hả? Nhưng mà cuối cùng cũng gán ép một cái tội mà cũng không có. Ha? Rồi là người này là vua dân Do Thái, nghĩa là nói một câu bấm qua làm cho thiên hạ hiểu lầm. Chúa đã nói ta không phải là vua dưới đất này, vương quốc của ta không phải dưới đất này. Vậy mà ông này ông còn viết cái bản án là người này là vua dân Do Thái. No, người này là vua cả trên đời kìa, cho nên phải là vua dân Do Thái. Nhưng mà đây là theo cái lời của người Do Thái tố cáo mà gán ép như vậy thôi à, để làm hài lòng sinh ra của mọi người. Lúc đó, câu 38 à, lúc ấy có 2 tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái. Nhưng kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu. À, cái này cũng có những người đi qua đi về nữa quý vị. Ha, đi qua về. Và nói người này, ngươi là người có thể phá đền thờ xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Đó là nhóm người thứ nhất chân chúng. Ha. Nhóm thứ hai, các thầy tế lễ cả, các thầy tôn giáo, thông giáo và các trường lập cùng chế nhạo Ngài rằng nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Nó là vua Israel. Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng ta sẽ tin Ngài. Nó tin cậy Đức Chúa Trời, nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó vì nó nói ta là con Đức Chúa Trời. Những cái người mà thầy tế lễ cả và thầy thông giáo, những cái lời của họ thực sự là giống như là gươm đâm vô tim của Chúa, đúng không quý vị? Nghĩa là những cái lời độc ác vô cùng, và họ có thể nói ra được như vậy để cho dân chúng về phe với họ, chẳng qua là cái sự kính trị mà ông Phi Lát đã công bố. 2 tên cướp cùng bị động đến với Ngài, cùng mắng nhiếc Ngài như vậy. Ồ, kể cả cái anh 2 tên trộm cướp bị án tử hình cũng mắng nhiếc Ngài. Quý vị đọc trong Luca đoạn 23 dùng ha.
câu 39 đến 43. Luca 23. 39 đến 43. Một trong hai tên tội phạm bị treo cùng phỉ báng Ngài rằng: ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia quở trách nó: mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chặt sờ Đức Chúa Trời sao? Ok, tôi hỏi quý vị này. Bên kia Matthew thì nói là cả hai tên đều mắng giết Chúa như vậy, nhưng mà trong này chỉ có một tên mắng Chúa, còn tên biết Chúa, tại sao vậy? Có phải là kinh thánh hai ông này lầm lẫn, ông lầm lẫn không? Tôi đồng ý cái cách giải thích đó, bởi vì kinh thánh nói tất cả đều đúng, tất cả đều đúng, tất cả những kinh thánh nói đều đúng. Đã. Thì mình chỉ có suy luận ra là ban đầu cả hai đều mắng Chúa như vậy, nhưng mà lúc với một lúc sau đó thì chỉ có con là một tên mắng, con một tên không mắng nữa mà ăn năn. Rồi tiếp tục ha, đọc Luca 23:39. Câu 41: chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Rồi anh ta nói: lạy Giê-xu, khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. Đức Chúa Giê-xu đáp: thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradis. Người này con làm phải bập tay đúng không bé? Tôi thấy ông ấy đi thẳng của thiên đàng, không cần bập tay. Trong kinh thánh tôi thấy về ông Enoch, gọi là ông gì đó, ông tiên tri Eli ha, thẳng trên thiên đàng không có ông nào bập tay mà. Ông này cũng không bập tay nữa. Bập tay là một cái dấu chỉ để công khai hóa ra. Dạ, khi mình có điều kiện thì mình cần phải làm được cái đó là linh của Chúa. Làm và trong cái bạc tem có nhiều cái mình được bạc tem vào trong cái danh của ba ngôi Đức Chúa Trời luôn. Đó là một cái sự bạc tem thánh linh rất là đặc biệt, theo cái hình thức đặc biệt mà mình cần phải làm để được có những cái phước mà Chúa dạy cần phải làm, cần phải vâng lời. Nhưng mà tin Chúa Giê-xu thì được cứu. À, vâng lời thì thường. Thì bây giờ quý vị nhớ này, đối với tôi khi tôi đọc cái đoạn này có một cái làm cho tôi rất là khoái chí nè. Cả thiên hạ sĩ vã xem thường vô tín mắng nhiếc Chúa, nhưng mà chỉ có một người trong toàn bộ ăn năn và biết nhiếc Chúa. Quý vị thấy không? Cũng như là trong cái thời của Noe đó, cả thiên hạ phạm tội đây vậy, chỉ có bên Noe là không chính. Tức là Chúa không biết tại sao trong có những cái thời điểm hoặc là những cái thời đại mọi người đều có tội, nhưng mà chỉ riêng cái anh này tội mà ăn năn, Chúa cũng tìm cách mà cứu cho được. Giống như cả cái thần chiến ấy, cô ai cũng phạm tội, biết quyền năng của Chúa đó, như vậy đó, vĩ đại như vậy mà không ai dám mà ăn năn và đầu hàng cả, mà ai cũng là coi như là tha chết tống lại để dòng máu cuối cùng. Chỉ có Rahab một gái điếm, vậy mà Chúa cũng tìm cách cứu cô và cả nhà cho được. Thì tôi thấy cái anh trai anh đồn này cũng vậy, cả thiên hạ mắng nhất Chúa, dân chúng cùng mắng nhất, các thế kể lên cùng mắng nhất, Pharisee cùng mắng nhất, lính La Mã cùng mắng nhất, vua La Mã cùng mắng nhất, Phi Lã cùng mắng, rồi là Herod cùng làm nhục, chỉ có cái anh trai anh đồn cướp giết người mà
ăn năn với Chúa nói thôi tối nay ngươi đi thẳng lên thiên đàng ở với ta đi. Hả? Quý vị thấy tâm lòng của Chúa không quý vị? Và thấy quyền năng của cái sự ăn năn không? Mình không ăn năn là mình quá dài, chứ không phải gì cả. Vì cái ăn năn đó, từ đầu là Chúa bỏ tay liền. Khi mình ăn năn là Chúa không làm gì được mình đấy. Đó là điểm yếu tôi thấy, điểm yếu duy nhất của Chúa là gì? Đối với chiến sự đông được một lần thôi, quăng ra khỏi thiên đàng là không bao giờ ngươi và người đứng đây sẽ là kẻ thù của nhau. Dòng dõi của ngươi và dòng dõi của người đứng đây sẽ là kẻ thù của nhau và suốt đời ngươi như vậy, vĩnh viễn như vậy. Đâu có chọn, đâu có cho nó cơ hội ăn năn đâu. Không có. Nếu mà ăn năn thì mình đâu còn là vĩnh viễn là thù nhau được. Đúng không? Nghĩa là con cái của vương quốc và con cái của ma quỷ nó sẽ làm hòa với nhau đấy, nhưng mà chúng nó không. Hai cái này là vĩnh viễn thù nghịch nhau. Thế thì nó đâu có cơ hội ăn năn. Chúa cho mình ăn năn nhưng mà Chúa không cho nó ăn năn. Cuối cùng hai đứa phải nghịch nhau không? Thì bây giờ em ăn năn kể từ đó thôi, khỏi bắp tem, khỏi bắp tem. Mấy cái bắp tem, người khỏi bắp tem đó, nó treo lên này làm sao người xuống. Nhưng mà thôi, đi lên thẳng kia ở người ta đêm nay. À mẹ đâu? À mẹ. Ok, đây. Thì mình tiếp tục ha. Chị nhà người rằng, họ rằng nữa. Đến đây là anh trộn ha, nhưng thầy sẽ có anh chưa. Từ câu 45, từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp mặt đất. Quý vị đã thấy cái hiện tượng gì xảy ra quý vị? Từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, quý vị biết bị nguyện thức á, à bị nhận thức á, tức là mỗi ngày mặt trăng nó che mặt trời đó là bao lâu không? Khoảng 15 phút rồi. Ví dụ lâu mình thấy có nhận thức một lần đó là mặt trăng che mặt trời đó, khoảng 15 phút rồi. Có cái đấy phải là nhận thức, phải nguyện thức. Mà 3 tiếng hồ quý vị, mà không phải là nhận thức và nguyện thức là mỗi một nửa của trái đất thôi. Còn cái này là cả mặt đất, bóng tối bao trùm cả mặt đất, bắc bán cầu cũng giống nam bán cầu, đông bán cầu giống tây bán cầu, cả mặt đất bóng tối bao trùm, thiên hà phải là run sợ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Vậy tại sao? Nếu mà mặt trời không mọc lại tất cả chúng ta đều chết hết. Quý vị hiểu cái gì không? Nếu mà không có mặt trời đó, thì mọi cây cối sẽ bắt đầu đóng băng hết, không còn ánh nắng, không còn năng lượng nữa, nó sẽ lạnh và đóng thành tuyết, ha, và mọi người sẽ chết hết, không có trong cái cối gì mà ra bóng ra bay cả. Ba tiếng hồ, khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng, Eli Eli, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Bỏ thế đó. Ngài Đức Chúa Trời lìa bỏ con. Tội lỗi của cả nhân loại, Chúa Giêsu đã nhận một mình và chịu đau đớn một mình. Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu nói này, nếu mà dù không có ai ở với ta thì cha cũng ở với ta, hả? Không ai làm chứng cho ta thì có cha làm chứng cho ta. Cha ở trong ta, ta nói là cha nói ngữ của biển không Philip trong đoạn 14 đó. Nhưng mà giờ này thì không còn nữa. Duy nhất một lần này thôi, một lần thôi là cha không còn ở với lại thần của Đức Chúa Trời và liền. Tôi cái này là thần học, nhân thần học, vì vậy đừng còn coi như là lẽ thật thôi. Nhưng mà tôi suy nghĩ như vậy, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Thần của Đức Giê Va đã lìa khỏi cái xác chết đó, và xác chết đó là một cái xác chết tội lỗi, gánh lấy đầy dậy tội lỗi của nhân loại, và cái xác đó sẽ không bao giờ còn tồn tại nữa. Sau này Ngài sẽ mặc một cái xác hoàn toàn mới, thân xác sinh mạng.
cho nên ngài phải bỏ hoàn toàn cái thánh giá. Rồi sau ngày liền bỏ con. Nghe vậy, vài người đứng gần đó nói: người này gọi Eli. Một trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm để trên đầu cái sậy và đưa cho ngài uống. Nhưng các kẻ khác lại bảo: hãy đợi xem Eli có đến giải cứu nó không. Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Cái đoạn chót này á, quý vị biết là trong bốn sách Kinh Thánh á, người nào thì chi tiết nhất không? Dạ. Vì ông ta đứng ngay giữa chân thập tự giá. Cho nên những cái tình tiết của ông Giang Dũng là tuyệt vời quý vị. Bây giờ chúng ta dựa ra sẽ chăng chút em. Trong giai đoạn 19, bắt đầu từ câu 30 đó. Dạ. Giai đoạn 19. Bắt đầu từ câu 28 này. À, đến 30. Sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã hoàn tất. Đọc luôn mấy câu trước nữa. Bắt đầu từ câu 25 đây. Đoạn 19 từ câu 25 đây. 25 đến 30. Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ ngài, chị của mẹ ngài, với Mary vợ Cleopa và Mary Magdalene. Tổng cộng 4 người đứng gần ha. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ ngài và môn đồ ngài yêu thương đang đứng gần thì nói rằng: môn đồ ngài yêu thương là ai? Giang. Giang ha. Thưa bà, đó là con của bà. Trong tiếng Anh đó, women, behold your son. Chúa không có kinh thánh đó, thì viết là bà Mary là mẹ của Giêsu. Nhưng mà Giêsu thì không có kêu mẹ của mình là bằng mẹ. Trong kinh thánh có hai lần Chúa nói với mẹ của ngài, một lần ở tiệc cưới Cana và một lần ở trên thập tự giá. Thì bà Chúa là kêu women. Thế ông bao giờ kêu mẹ? Bởi vì sao quý vị? Đúng rồi, bởi vì ngài được nói được là dựng thai dựng ở trong lòng trinh nữ Mary, không phải bởi Mary hoặc là bởi Giuse, mà bởi quyền năng của Đức Đấng tối cao bao phủ trên người, cho nên con thánh mà người được sinh ra gọi là con của Đấng chí cao. Ngài là con của Chúa Trời, chứ không phải ngài là con của Mary. Cho nên women là men và có cái womb, đúng không? Women your son, đúng không? Đúng không? Bởi vì Chúa ở một cái vai trò là ngài là chủ tế của nhân loại, của thiên hạ. Ngài không thể hạ mình chủ mà gọi một tạo vật bằng mẹ được. Quý vị phải hiểu cái vị trí của Chúa là như vậy. Hả? Thì Chúa nói rõ, women, hỡi đàn bà, đây là con của bà. Nếu mà chính ra đúng, đây là con của con. Ngài là khi nào cũng là mã sơ là thầy hết đấy. Chứ ngài, chứ mọi người là con hết, không có ai là coi là cha chủ ông bà của bác á. Mấy ông thiệt lớn tuổi đi cô đen cũng là con thôi. Phi-rô dù của lớn tuổi hơn cũng là con cả. À, và họ quy lạy thơ phượng Chúa, cái Chúa con sống mà con thế, chẳng có ai là nói là mẹ với cha cái ông này nọ. Thì đó là đây là mẹ của con. Từ giờ đó môn đồ đem bà về nhà mình.
Sau đó Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã hoàn tất và để cho lời kinh thánh được ứng nghiệm thì nói: ta khát. Tại đó có một trại viên đứng đầy giấm nên họ lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm buộc vào cành bài hương rồi đưa đến miệng Đức Chúa Giêsu. Khi đã nhận lấy giấm, Đức Chúa Giêsu nói: mọi việc đã hoàn tất. Rồi Ngài gục đầu xuống bật rút linh hồn. Chết một cách tỉnh táo quý vị. Trước khi chết công bố một câu kia là: mọi việc đã hoàn tất. Ta đến không phải để hủy phá luật pháp, chứ để làm trọn luật pháp. Và khi trước khi gục đầu, Ngài công bố mọi sự đã hoàn. Cho nên chúng ta đừng có làm gì thế, làm gì mà Chúa chưa có làm trọn, làm gì mà Chúa đã làm trọn rồi thì đừng có làm thêm nữa. Cái thứ hai là tin để mà kinh nghiệm được những cái điều Chúa làm cho đến với mình. Ví dụ Chúa nói ta trở nên nghèo để cho các ngươi được giàu, mình nói chắc Chúa đem chơi thôi hay đâu thiệt, thì mình sẽ bao giờ được cái lời hứa đó. Vì Chúa đã làm rồi, ta đã gánh những gì lăn roi ngày chiều để cả có được lành bến. Mình là vấn đề không? Mình không tin thì mình không nhận được. Còn mình tin thì cái chuyện đó nó sẽ đến. Còn đến lúc nào? Quyền của Chúa. Amen, amen, amen. Ok rồi, trở lại trong Matthew. Chắc là gần hết giờ, tôi sẽ tóm tắt lại kết thúc ở đây. Câu 50 ở trong Matthew chương 27, câu 50 là Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn nữa, tức là trước đó đã kêu một tiếng rồi, bây giờ kêu thêm một tiếng nữa, một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Ok, mình sẽ dừng lại ở đây. Cái chuyện gì sẽ xảy ra, cái đoạn kế tiếp rất là hấp dẫn. Tôi rất là mong quý vị đọc lui đọc tới, vì cái thời gian nó ít cho nên tôi phải nói nhanh, nhưng mà mình phải đọc kinh thánh để mình hiểu về Chúa Giêsu là ai cho thiệt rõ thì mình sẽ được phước rất là nhiều. Amen. Rồi, hẹn gặp được ba lần tới. Phần tới là phần thứ tư, là phần chót của chương 27. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Cha chí thánh, là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức mà chúng con thờ phượng và yêu kính hết lòng. Cha ơi, chúng con muốn nói với Ngài rằng chúng con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Xin Đức Thánh Linh của Cha giúp đỡ cho chúng con, Ngài sức giàu cho chúng con bằng Đức Thánh Linh và quyền năng của Ngài, để rồi chúng con có thể yêu Ngài mỗi ngày và mọi ngày cho đến hơi thở cuối cùng trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện nhờ danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, cảm ơn Thầy.